Giờ ta có thực sự hơi hối hận rồi. Lúc trước đã giao binh quyền cho đệ, bây giờ làm sao đây? Thật không ngờ Trương Chi Nghiêm lại đến góp vui vào lúc này. Đây đâu phải là góp vui. Theo như ta biết, Trương Chi Nghiêm khá thân với tam đệ. Lần này đến nhất định là giúp cho đệ ấy. Để nhìn đi, Trương Chi Nghiêm đã đánh cho quân đội của Phan Chính Việt hồn bay phách tán, chạy thắng một mạch rồi. Trận này tam đệ nhất định sẽ thắng. Sau khi thắng nhất định sẽ cho phụ vương biết chuyện. Chúng ta án binh bất động, không đi chi viện. Phụ vương chắc chắn không tha cho chúng ta đâu. Đại ca yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Hình xem, hướng Phan Chính Việt bỏ trốn là hướng chính nam. Nếu ta đoán không sai, hắn sẽ tạm lui về đại bản doanh ở biên tái Đông Đình. Dư Châu chỉ có một con đường nhỏ để dẫn đến nơi đó. Chúng ta nên lập tức xuất phát, nhanh chân hơn Nguyên Phi Bạch và Trương Chi Nghiêm một bước, giết Phan Chính Việt. Quân công sẽ là của chúng ta. Xuất phát. Đi. Tên Trương Chi Nghiêm này nhất định là người tỷ tỷ tốt của ta mời tới. Tỷ tỷ, quả đúng là quan hệ rộng. Cứ thế này Nguyên Phi Bạch nhất định sẽ thắng. Chúng ta nên làm gì đây? Hay là ta cũng lên giúp họ đi, chỉ ít cũng tiện ăn nói với Dương gia. Đây là lần đầu tiên ta dẫn Phụng Đức Quân xuất chinh, chỉ được thắng không được bại. Cơm thừa canh cạn của Nguyên Đức Quân, hoa cầm tú ta không thèm ăn đâu. Phụng Định, đi theo ta. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Tên Tống Minh Lỗi này chặn đường đi của ta, hủy hoại thiết giáp quân của ta. Thù này không đội trời chung. Tướng quân, chúng ta không về Đông Đình được nữa. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Chừng nào ta còn một hơi thở, nhất định sẽ xông ra ngoài. Truyền lệnh xuống, lập tức di quân. Báo! Phan Chính Việt dưới sự yểm hộ của toàn bộ tàu thoát bất dạng, không còn dấu vết. Còn cáo già Phan Chính Việt này hy sinh biết bao nhiêu người để giúp cho mình chạy thoát. Nhưng chúng ta đã tiêu diệt hết thiết giáp đại quân của hắn, Lần Đức Quân cũng xem như lập công to rồi. Đem tất cả số Phan gia quân còn lại giết hết. Vâng. Đi. Phan tướng quân, con đường dưới chân dừng tại đây thôi. Lại là các ngươi. Phan Chính Việt, đến nước này rồi, nếu ngươi chịu đầu hàng, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Bằng không, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Giữa thời loạn thế, kẻ mạnh làm vua này, các ngươi cũng chỉ may mắn thắng ta một lần thôi. Có tư cách gì mà tự xưng ý trời? Thế nào là đội quân chính nghĩa chứ? Ta tin cả thiên hạ này đều biết. Phan tướng quân hà tất phải giải dụ vô ích như thế? Phụ vương ta rất ngưỡng mộ sự dũng mãnh của Phan tướng quân. Nếu ngài chịu bỏ tối theo sáng, Nguyên gia quân nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Trên đời này chỉ cần có hoàng quyền, còn dục vọng, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Ta nhớ tên ngươi, Vu Phi Yến. Hãy để cặp đôi bằng hữu lâu năm trên chiến trường này đọ sức một lần cuối cùng đi.
Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Có lẽ trong thời loạn thế này không ai đủ tư cách nói về đúng sai và thiên đạo, nhưng nguyện vọng lớn nhất của ta đời này chính là dùng đôi tay của ta để dẹp tan loạn thế, chấm dứt thời loạn thế này. Bất kể còn bao lâu, bất luận phải hy sinh thứ gì, ta chết mà không hối tiếc. Hãy nhớ những lời ngươi nói hôm nay. Không hổ là con trai của Phan Chính Nguyệt. Cha, Phan Chính Việt ta chinh chiến một đời, không muốn khom lưng mà chết, càng không muốn phản chủ theo địch. Cha, cha tại thượng, hãy nhận một lạy của con. Thật không ngờ, vừa nghe nói Phan Chính Việt bại trận, quân binh trấn thủ ven giang Bắc Đạo đã tự động tan rã thế này. Trong một buổi chiều phá năm tòa thành, triệt để khai thông con đường từ giang Bắc Đạo đến hoàng thành Đông Đình. Phu nhân, thảo nào người nói Tống Minh Lỗi ngu, công lao này còn lớn hơn giết Phan Chính Việt nhiều. Ta đã nói rồi, thứ Hoa Cẩm Tú này muốn không phải cơm thừa canh cặn của Nguyên Phi Bạch đâu. Dừng! Tại sao mãi mà không vào trong? Cổng thành đóng chặt, không rõ tình hình bên trong, chúng ta không dám làm liều. Đi!
Nhị ca. Tứ muội, ta phải lường được rồi mới đúng. Chỉ có tứ muội mới có thể nhanh chân đem binh công phá thành Cảnh Quan. Con dấu của thành Cảnh Quan ta sẽ chỉ đưa cho một mình Phi Bạch. Dù nhị ca có phải gánh vác bao nhiêu, Mộc Cẩn cũng sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Hãy để ta làm chỗ dựa tin cậy nhất cho muội, có được không? Ta yêu muội suốt từng đấy năm, lại chỉ có thể cùng muội điểm trời cách mặt. Tại sao người muội lựa chọn lại là Nguyên Phi Bạch chứ? Năm xưa năm người chúng ta vì sinh tồn ở Nguyên gia mà kết thành tiểu ngũ nghĩa, bây giờ đều là bằng hữu tốt của Nguyên gia rồi, đã không thể không đao binh đối đầu. Nếu như năm xưa đã nhìn trước được cảnh tượng này, không biết sẽ lựa chọn thế nào. Mộc Cẩn vẫn rất vui được quen biết mọi người. Ta chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ. Tứ muội quả nhiên vẫn hiên ngang lẫm liệt như ngày nào, chung quy lại cũng chỉ là tranh công cho Nguyên Phi Bạch mà thôi. Ý muốn của tứ muội lúc này là Nguyên Phi Bạch, chỉ ý muốn của nhị ca lúc này chính là thành Cảnh Quan. Chúng tướng nghe lệnh. Nhị ca, huynh muốn huynh muội tương tàn thật sao? Trương hầu gia đã trở về, 50,000 đại quân đều đang đợi lệnh ở trong thành. Là ta xin Trương phu nhân giúp đỡ, xin Trương hầu gia cho chúng ta ôn lại tình nghĩa huynh muội ở đây. Có đào binh đối đầu hay không, chỉ dựa vào huynh thôi. Trương phu nhân, cảm ơn cô. Có thể bảo vệ tính mạng của vô vàn tướng sĩ, dù dù nghĩa bất dung từ. Nếu như tứ muội thích thành Cảnh Quan như thế, thì nhị ca nhất định sẽ không tranh giành với muội đâu. Có điều tứ muội, trên đời này có những con đường chỉ có thể tự mình đi thôi. Lối binh đi, đi. Vở không thành kế này cô diễn tuyệt lắm. Tiểu ngũ nghĩa, tiểu ngũ nghĩa của chúng ta. Phụ hoàng, phụ hoàng, con bất hiếu, Dung Nhi đã trở về rồi đấy. Phụ hoàng, vậy là tốt rồi, cuối cùng phụ hoàng cũng được gặp con lần cuối trước khi chết rồi. Người còn nói linh tinh gì thế? Chúng ta đã 10 năm không gặp mặt rồi. Chẳng phải người nói phải bù đắp cho hết khoảng thời gian 10 năm đó sao? Phụ hoàng, người nhất định sẽ sống lâu 100 tuổi. Đúng là tiểu tử ngốc. Trên đời làm gì có người nào sống lâu 100 tuổi chứ. Phụ hoàng sắp phải đi gặp mẹ con rồi. Phụ hoàng rất vui. Trước khi ta đi, con phải hứa với ta một chuyện, bằng không ta chết không nhắm mắt. Phim được phụ hoàng, người nói đi. TV hay, người có yêu cầu gì Dung Nhi nhất định sẽ giúp cho người hoàn thành. Dung Nhi, phụ hoàng muốn con quỳ xuống thề, trước khi chiến loạn Trung Nguyên kết thúc, Nam Quốc chúng ta tuyệt đối không được để bị cuốn vào trong. Con là hoàng tộc, bắt buộc phải hiểu lợi ích của quốc gia luôn cao hơn tình cảm cá nhân.
Con Dung Nhi à, vi phụ biết con đang nghĩ gì. Nhưng trước khi phụ hoàng chết, nếu con không thề, phụ hoàng chết cũng không được an ổn. Dung Nhi, phụ hoàng, Dung Nhi, con khiến phụ hoàng thất vọng quá. Trời xanh trên cao, Đoàn Nguyệt Dung ta xin thề, tuyệt đối sẽ không để cho Nam Quốc bị cuốn vào trong phân tranh của nước khác. Nếu không, đời này ta sẽ cô độc suốt đời, sau khi chết rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Con phải nhớ cho kỹ lời hứa của con, cuối cùng phụ hoàng cũng có thể yên tâm giao quốc gia cho con rồi. Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng. Con sẽ hứa với người. Bệ hạ, tin quân báo gấp. Dưới sự thống lĩnh của Nguyên Phi Bạch, Nguyên gia quân đã giết chết Phan Chính Việt, giành được vị trí trọng yếu của thành Cảnh Quan và một nửa giang sơn của Đông Đình cũng thuộc về Tây Đình ta. Tốt lắm, Nguyên Phi Bạch quả nhiên là hữu dũng hữu mưu. Những năm nay vẫn luôn là Tuyên Vương ủng hộ Nguyên Đức Quân. Đại chiến thành Cảnh Quan, Tuyên Vương cũng có công. Thái tử làm rất nhiều chuyện về mặt dân sinh, Tuyên Vương thì lại lo chiến sự, có gặt hái lớn. Nếu là thịnh thế, cần một vị hoàng đế lo lắng cho dân. Nhưng bây giờ là thời loạn thế, cần một vị hoàng đế có quyết đoán chấp chưởng. Bệ hạ, nô thần to gan. Tuy Tuyên Vương rất xuất sắc, nhưng vị trí thái tử không thể bị dao động. Lúc trước trẫm lập bản phục làm thái tử chỉ để ổn định thiên hạ. Dù sao thì lúc đó Tuyên Vương còn quá nhỏ. Bây giờ chính cục đã dần ổn định, Nguyên Thanh Giang rình như hổ rình mồi, cũng là lúc suy nghĩ đến xã tắc thiên hạ, rốt cuộc thuộc về ai rồi. Thứ trẫm cần đó chính là ý kiến của ngươi, chứ không phải là lời khuyên. Thái tử có Nguyên Phi Thanh phò tá, Tuyên Vương có Nguyên Phi Bạch phò tá. Hai người con trai của Nguyên gia này đều rất là ưu tú. Đúng lúc Tấn Vương cũng chưa lập thế tử, thần nghĩ ánh mắt nhìn nhận của Tấn Vương luôn tinh chuẩn. Sao không đợi xem hắn lập ai làm thế tử trước? Thế tử ủng hộ thế lực nào thì đó chính là thái tử danh ngôn chính thuận. Có lý, lập tức truyền Nguyên Thanh Giang đến Đông Đô. Vâng. Cái gì chứ? Phan Chính Việt đã chết rồi à? Thành trì ở Giang Bắc đều rơi vào tay Nguyên Thanh Giang rồi. Các ngươi bây giờ phải làm sao đây? Giờ phải làm sao đây? Đầu tướng, nếu thực sự là như thế thì nửa giang sơn của Đông Đình ta chẳng phải sẽ rơi vào tay của Tây Đình sao? Vì thần vẫn có một lượng binh tinh nhuệ, nhất định sẽ khiến cho Nguyên Thanh Giang nợ máu phải trả bằng máu. Vừa rồi luận công ban thưởng xong, vương gia hình như không được vui cho lắm. Ngoại địch vẫn chưa tiêu diệt hết, bọn họ đã loạn lên như thế rồi.
Lần Đức quân của Tống Minh Lỗi và Phi Thanh diệt 5.000 thiết giáp quân của Phan Chính Việt, nhưng quân công này lại là do Tống Minh Lỗi mặc kệ Phi Bạch cưỡng chế mà cướp về. Còn các Phụng Đức quân của Cầm Tú, ta ban thưởng cho nhiều nhất, văn ngân vạn lượng, 8.000 binh mã. Nhưng bọn họ lại không đi tiếp viện. Trong lúc Phi Bạch với Phi Thanh chiến đấu với Phan Chính Việt, ngược lại lại còn đi tranh công, lãnh binh đi tấn công các thành trì trên trục Giang Bắc sau thành Cảnh Quan. Đúng thế, chỉ có Tam Công Tử còn muốn liên hợp với Lân Đức Quân và Phụng Đức Quân cùng nhau kháng chiến. Còn cả Vu Tướng Quân chỉ có hắn là trung tâm hộ chủ. Phi Thanh, ta không muốn nghi ngờ nó. Còn cả Phi Bạch, tuy nó không nói gì, nhưng ta vẫn biết sự ấm ức của nó. Đứa bé này thật sự là khoan hậu, trọng tình, lòng mang thao lược, không hổ là gia chủ đời tiếp theo ta nhìn trúng. Nhưng nó lại quá trọng tình đi, khó tránh khỏi yếu đuối. 4 năm rồi, nó vẫn bị Hoa Mộc Cẩn dụ dỗ cho u mê đầu óc. Không ngờ không cần phong thưởng, chỉ cần thuốc giải của Sinh Sinh Bất Ly thôi. Thật đáng hận mà, thật hồ đồ mà. Tứ muội, Tam Công Tử, nàng ấy sao rồi? Sinh Sinh Bất Ly đúng là rất bá đạo. Một cô nương đã trúng độc 4 năm rồi. Độc đã tấn công vào lục phủ ngũ tạng của cô ấy. Cơ thể của cô ấy đã cực độ suy yếu. Những ngày nay cô ấy liên tục bôn ba, cộng thêm tâm trạng lên xuống bất chợt, cuối cùng khiến cho độc phát tác. Xem ra ngoài trừ thuốc giải ra rồi thì không còn cách gì khác cả. Ngươi ở đây đợi ta, ta sẽ đi xin thuốc giải. Hôm nay phong thưởng ta có công đầu, cuối cùng cũng chứng minh được với vương gia là ta có thể làm được. Thân là mẹ, vương gia cũng sẽ yêu quý Phi Lưu hơn, cũng sẽ cho nó nhiều cơ hội hơn. Nhưng vương gia đã gộp Yến Đức Quân với Nguyên Đức Quân, cũng khẳng định công lao của Nguyên Phi Bạch, cũng đang chuẩn bị trải đường cho vị trí thế tử của hắn rồi. Nếu để vương gia biết Nguyên Phi Bạch tự ý rời khỏi quân doanh vì tỷ tỷ của ta, khiến Nguyên Đức Quân tổn thất 5.000 người, người để tình cảm xen lẫn vào công việc như thế, xứng làm thế tử sao? Người đi phát tin này ra, để cho tất cả mọi người ở Tử Viên đều biết đi. Vâng. Tỷ tỷ của ta tỉnh chưa? Tam Công Tử, Tam Công Tử đến tìm vương gia sao? Phụ vương có ở đây không? Sáng sớm hôm nay vương gia nhận được mật chiếu của thánh thượng, sau khi xong việc sẽ trực tiếp hồi kinh. Đa tạ. Không ngờ cẩm phu nhân này lại dũng cảm như thế. Vương gia đúng là biết nhìn người. Đúng vậy, ta cũng không ngờ nàng ấy lại có khí khái nam tử như thế. Nguyên gia chúng ta đúng là người tài lớp lớp. Chỉ là nữ tử quá kiêu dũng quyết tuyệt cũng không phải là một chuyện tốt đâu. Hy vọng rằng mọi thứ đều là do ta đa nghi thôi. Mộc Cẩn, ta có lỗi với nàng. Tam Công Tử, lão phu có một phương thuốc bí phương, có lẽ sẽ có tác dụng với Mộc Cẩn cô nương.
Nhưng loại thuốc này có rủi ro lớn, lão phu không dám tự tiện dùng. Lâm Thần Y, ngài dùng thuốc gì đi nữa cũng không quan trọng bằng việc mất nàng ấy, xin ngài đấy. Thuốc này là kịch độc dùng để độc trị độc. Một khi uống nó, nếu một cô nương không tỉnh lại được thì nó sẽ tác động đến kịch độc sinh sinh bất ly, khiến cho nó phát tác, hai loại độc tiêu trừ lẫn nhau, thì một cô nương sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Ta tin ông trời sẽ bảo vệ cho Mộc Cẩn. Phi Bạch nguyện ý thử. Tam công tử, được, bây giờ lão phu sẽ đi viết. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng khanh bình thân, tạ bệ hạ. Đại ca, bây giờ Lân Đức Quân đã nạp thêm 3.000 nhân mã. Quan Tiềm sẽ viết ra một bản phương án huấn luyện tân binh. Thứ nhất, Quan Tiềm, 3.000 tân binh này không làm phiền đến đệ nữa. Con đường tiếp theo có ta, có đệ, ta chưa từng quên lời hứa này. Nhưng từ khi tâm phúc Trương Đức Mẫu của đệ nắm quyền điều khiển Tây Doanh, đệ lại thông qua Lân Đức Quân muốn làm gì thì làm, cho đến khi đệ mượn tay của Phan Chính Việt tiêu diệt Nguyên Đức Quân, ta mới phát hiện ra thứ mà đệ muốn với điều mà ta muốn để trở thành căn bản là hai chuyện khác nhau. Những gì mà Quan Tiềm làm chỉ muốn giúp cho đại ca lên làm thái tử, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, ta đã nhìn thấy sát khí trên người đệ. Trong mắt đệ toàn là đau thương và ưu sầu mà thôi. Cho nên đại ca đang sợ là sẽ có một ngày hai chúng ta sẽ trở thành kẻ địch sao? Có phải không? Ca, Quan Tiềm, đã đến giờ ăn cơm rồi. Ta đã làm món gà rừng om mà chàng thích nhất đấy. Đi thôi. Được. Nàng ấy đã uống thuốc cả 3 ngày rồi, xem ra thuốc này không có tác dụng gì cả. Tam công tử à, chúng ta thua rồi. Chỉ cần cô ấy vẫn còn mạch tượng, chỉ cần cô ấy vẫn còn nhịp tim, chúng ta chưa hề thua. Chúng ta vẫn còn cách khác, phải không Lâm Thần Y? Có phải vậy không? Xin lỗi Tam công tử, ta đã phụ lòng mong đợi của cậu rồi. Lão phu hổ thẹn với danh hiệu thần y này. Mộc Cẩn, nàng tỉnh lại đi. Nàng vẫn còn thở thì chứng tỏ nàng ấy có thể nghe thấy. Ta đánh đàn cho nàng nghe có được không? Nàng nghe nhé. Thank you.
Bây giờ đầu anh Hoa đã bị thương nặng đến nguyên khí. Bước tiếp theo của chúng ta sẽ đánh trực tiếp vào Biện Thành, Hoàng Thành. Đến khi thiên hạ thuộc về tay ta, trẫm nhất định sẽ không phụ Tấn Vương đâu. Bệ hạ yên tâm, lấy được Đông Đình, trả lại Thái Bình cho thiên hạ cũng là một tâm nguyện của vi thần. Mặc dù Tấn Vương không muốn trọng thưởng gì cả, đến cả hai vị công tử của Tấn Vương cũng có công rất lớn, trẫm nhất định phải ban thưởng thật hậu hĩnh. Nhưng đại lễ này cho ai thì vẫn cần Tấn Vương định đoạt. Trẫm lập thái tử đã được 4 năm rồi, Tấn Vương cũng nên lập thế tử cho mình. Vẫn mong Tấn Vương sớm ngày chọn cho được thế tử, trẫm sẽ lấy lễ như đối với hoàng tử để sắc phong. Tạ bệ hạ. Ta biết rồi. Ngươi về trước đi, tiếp tục giúp ta thăm dò tâm ý của bệ hạ. Vâng. Mẫu hậu, xem dáng vẻ bệ hạ muốn thông qua Nguyên Thanh Giang để mà chọn ra người con trai nào làm thế tử, để xem Tuyên Vương với con ai sẽ hợp làm thái tử đấy. Dẫu sao hai người các con, một người được Nguyên Phi Thanh giúp đỡ, một người được Nguyên Phi Bạch phò tá. Con đã làm thái tử được 4 năm, giờ đột nhiên vô duyên vô cớ, phụ hoàng muốn làm vậy làm gì? Phục Nhi, con không biết. Bệ hạ luôn muốn đổi thái tử, nhưng lại không ngờ chuyện này đến nhanh như thế. Hơn nữa còn giấu bản cung nữa. Mẫu hậu, như thần làm thái tử vẫn chưa đủ, con không cam tâm giao nó lại cho nhị đệ đâu. Bệ hạ già rồi, Phục Nhi, đến lượt con lên ngôi rồi. Mẫu hậu, ngươi không phải định mưu phản đấy chứ? Sau lưng chúng ta là vương gia, mà đến Nguyên Thanh Giang cũng phải nể. Mưu phản? Mẫu hậu không ngốc đến thế đâu. Tam gia không hay rồi. Tam gia, bây giờ cả Tử Viên đều đang đồn là ngài vì một nha đầu mà tự ý rời khỏi quân doanh, khiến cho nguyên đức quân của chúng ta tử trận 50,000 người. Vương gia cũng sắp hồi phủ, bây giờ phải làm sao? Là ta đã phạm sai lầm tày trời, ta tự gánh vác. Nếu bọc cẩn tỉnh lại, ta sẽ đi thỉnh tội. Nếu cô ấy không tỉnh, ta sẽ lấy mạng đền mạng. Cô nhất định phải khỏe lại đấy. Tú Huy, Mộc Nha Đầu, cô thực sự tỉnh rồi. Tam gia, Mộc Nha Đầu tỉnh rồi. Mộc Nha Đầu, Tam gia đã không ăn không uống 3 ngày để đàn cho cô. Nếu cô còn không tỉnh lại nữa, Tam gia thực sự không chịu nổi nữa đâu. Ta đi nói với Hàn Thúc, Phi Bạch, Mộc Cận. Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Tay của chàng
Ta biết ông trời không để nàng chết mà. Ta càng chắc chắn rằng Hoa Mộc Cẩn nàng không đỡ để lại một mình ta ở nơi đây. Ta đã thắng cược rồi, có đúng không? Không sao rồi, có ta đây. Bệnh phong hàn của bệ hạ vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên thần thiếp đã tự tay làm canh cam thảo này đây. Nhưng lúc còn nóng, ngài mau uống đi. Vẫn là hoàng hậu chu đáo nhất. Nguyên Phi Bạch đã đàn 3 ngày 3 đêm khúc Trường Tương Thủ cho tỷ. Tỷ tỷ tỉnh lại là tốt rồi. Rõ ràng nhớ đến cô ấy, tại sao lại không đi tìm cô ấy chứ? Rồi lại tự dằn vặt chính mình như thế. Bởi vì hữu tình còn khổ hơn vô tình. Tỷ ấy là kẻ địch của ta. Xem ra bệ hạ ý đồ phế bỏ thái tử của điện hạ đã quá rõ ràng. Hai vị công tử đều có công rất lớn, không tiện cân nhắc. Chức vị thái tử, vương gia phải suy nghĩ cho thật cẩn thận đấy. Ta sớm đã có lòng lập thế tử, các người đều biết cả. Trong lòng ta, chỉ có Phi Bạch mới có thể đảm nhiệm được chức trách này thôi. Nhưng lần này ta về, nghe nói Phi Bạch vì Hoa Mộc Cẩn tự tiện khiến cho Nguyên Đức Quân hại Nguyên Đức Quân tổn thất 50,000 người. Chuyện này đột nhiên truyền khắp Tử Viên, trong đó nhất định có điểm đáng nghi. Đúng thế, Tam công tử tuyệt đối không phải là người không biết đại cục. Thật thật giả giả thì sao chứ? 3 năm này ta đã hại nó không thể nói ra nỗi khổ của mình. Đứa trẻ này giống như mẹ của nó, trọng tình. Người truyền tin đồn nhất định là muốn hủy hoại danh dự của Phi Bạch. Thậm chí ta còn cho rằng người này chính là người đã hại Phi Bạch tổn thất 50,000 quân Nguyên Đức. Hai người thay ta truyền ra tin đồn ta muốn lập thế tử. Ta lại muốn xem ai sẽ không kiềm chế được. Chúng ta nhất định phải tóm được hắn, vì Phi Bạch diệt trừ hậu họa. Rõ. Phụ vương vốn dĩ đã yêu thương Nguyên Phi Bạch. Trong trận chiến cảnh Quan Thành, huynh ấy lại lập được công lớn. Đúng lúc này là muốn lập thế tử. Tâm ý của phụ vương đúng là đủ độc ác mà. Phu quân, vì ca ca, chúng ta phải làm chút gì đấy chứ? Phụ vương là người cẩn thận,
lại vào lúc này để lộ ra tin tức muốn lập thế tử. Sợ là bề ngoài thân thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không đau. Theo như ta thấy lúc này chúng ta nên bình tĩnh quan sát, án binh bất động mới là thượng sách. Vương gia, ngài đã mấy ngày liền không đến thăm ta và Phi Lưu. Phi Lưu vẫn còn đợi phụ vương đến kể câu chuyện trên chiến trường cho nó đấy. Ta vừa từ Đông Đô trở về, vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong, hay để hôm khác đi. Sách xem mãi không hết đâu. Lương thần mỹ cảnh đáng thiên kim, phu quân về phòng cùng ta đi. Bây giờ chiến sự đang căng thẳng, ta nhất định phải đọc xong cuốn binh thư này. Tú Tú, buổi tối không thể ở bên cạnh nàng rồi. Có thể là ta nóng lòng lập công ở thành Cảnh Quan, cũng có thể là Nguyên Phi Bạch nói với vương gia chuyện ta phản bội Minh Quân. Bây giờ vương gia rất dè chừng ta. Vương gia tung tin muốn lập thế tử vào lúc này cũng chỉ là muốn binh vực Nguyên Phi Bạch hoặc Nguyên Phi Thanh. Chúng ta nên làm sao đây? Phi Lưu bây giờ còn nhỏ, những việc ta có thể làm vì nó đều hạn chế quá. Thứ Phi Lưu cần không phải một người mẹ biết đánh trận đâu, mà là một người mẹ có thể giúp nó loại bỏ mọi chướng ngại kìa. Phùng Đỉnh, người hãy nghĩ cách cho Nguyên Phi Bạch và Vương Gia biết chuyện hắn trốn khỏi quân doanh bị truyền khắp Tử Viên là do Tống Minh Lỗi làm. Mặc dù hiện giờ ta chưa lật đổ được Nguyên Phi Bạch, nhưng mà sau lưng Tống Minh Lỗi là Nguyên Phi Thanh. Ta phải khiến Nguyên Phi Thanh ngã xuống trước. Dụ ba hổ đấu nhau, loại được kẻ nào hay kẻ đó, phu nhân anh minh. Đó chỉ là kế sách tạm thời thôi. Nếu muốn con đường của Phi Lưu suôn sẻ hơn thì vẫn còn thiếu một thứ nữa. Gì thế? Chỗ dựa, hoặc là đồng minh. Như Thái tử hỗ trợ Nguyên Phi Thanh, nhị hoàng tử trợ giúp cho Nguyên Phi Bạch. Phùng Đỉnh, ngươi có còn nhớ chuyện về Lệ Phi ngươi từng kể với ta không? Lệ Phi cũng là một người đáng thương. Năm xưa trên đường trốn đến Đông Đô, hai vị hoàng tử sợ đứa trẻ quấy khóc, dụ truy binh đến nên đã vứt nó ra khỏi xe ngựa. Lệ Phi đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích. Ngươi hãy nghĩ cách đến con đường con trai Lệ Phi bị giết tìm kỹ, xem năm xưa tiểu hoàng tử có để lại đồ vật gì không. Vâng. Ta hận người vất vưởng trong đêm tối. Được cười thay, ta chỉ có thể đứng ở góc tối hơn nhìn trộm người. Đang thay đổi rồi, đã trở thành kẻ thù của Nguyên gia. Nhưng ta cứ không buông được nàng thì phải tính sao đây? Đây là canh Ma Hoàng phụ tử cam thảo, mấy ngày qua hoàng hậu đã gửi đến cho bệ hạ. Canh này có thể giải lạnh, là loại canh thông dương, là phương thuốc cổ của cung đình. Phụ tử đối với người thường là vị thuốc để trị phong hàn, nhưng đối với người có dạ dày yếu là loại thuốc độc mãn tính. Song người nấu canh có thể không hề hay biết vật này xung khắc với dạ dày của bệ hạ. Có phải ám sát quân vương hay không, quả thực khó mà định đoạt lắm. Trọng cũng nghĩ thế. Khanh lui xuống đi. Chuyện ngày hôm nay không được nói với bất cứ ai. Vâng. Phụ hoàng, sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Huống hồ chi, sao hoàng hậu có thể không biết bệnh lâu năm của người? Bà ta làm vậy là giết vua. Nhi thần lỡ lời,
tội đáng muôn chết. Trước tiên, căn bệnh này của Trẫm đã lâu năm không tái phát, có thể nàng ấy tưởng Trẫm đã bình phục. Tiếp nữa là Trẫm lâu lâu nhiễm phong hàn, hoàng hậu tự tay chuẩn bị thuốc thang cho Trẫm, có vài vị thuốc xung khắc với thể trạng của Trẫm, cũng không thể trách nàng đâu. Nhưng phụ hoàng ạ, dù sao nàng cũng đã theo Trẫm hơn 20 năm, tình người là vô giá, với lại vương gia còn là chỗ dựa của Tây Đình, Trẫm càng không thể vì một sợi tóc mà ảnh hưởng toàn thân được. Tam công tử, tứ muội. Vũ tướng quân đêm khuya đến thăm, có chuyện gì thế? Tam công tử, thực ra ta đến để từ biệt. Trận chiến thành Cảnh Quan giành thắng lợi mở ra con đường thông đến Biện Thành. Ngày mai ta sẽ khởi hành trở về chiến trường Yến Châu. Đại ca, huynh muội chúng ta mới chỉ đoàn tụ thôi, bây giờ lại tứ muội à? Ta biết, thực ra vài ngày trước ta đã nên khởi hành rồi, chỉ là lúc đó muội đang hôn mê bất tỉnh, làm sao ta yên tâm được. Bây giờ thấy muội hồi phục tốt như thế, còn có Tam công tử tận tình chăm sóc cho, ta cũng có thể yên tâm trở về rồi. Có điều lần này ra đi, không biết đến lúc nào mới được gặp lại đây. Đại ca, Mộc Cẩn hiểu huynh mà. Mộc Cẩn, ta đã hạ quyết tâm, chuyến đi lần này không bình loạn thế thì không về Tây Đô. Sự khổ đau của thời loạn thế chúng ta biết rõ hơn ai hết. Ta cũng không thể để hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ số khổ như chúng ta phải lớn lên giữa sự sinh ly tử biệt. Thiên hạ thái bình là trận chiến trọn đời của vua phi yến ta. Mộc Cẩn à, cứ chờ tin vui của ta nhé. Tam công tử, ta cáo từ. Đại ca, Mộc Cẩn phó thác cho huynh vật này. Tứ muội, đại ca. Tướng Uyển, đây là binh pháp kỳ thư Hòa Thánh Nhân đã cất giữ, đến Đầu Anh Hoa cũng đang tìm kiếm. Không, thứ này quá quý giá, ta không nhận được. Đại ca, chỉ dựa vào câu không bình loạn thế không về Tây Đô, hôm nay Mộc Cẩn xin thay vong phu gửi gắm cuốn sách này cho huynh nhé. Đừng như thế. Tâm ý của tứ muội ta đã hiểu. Lần này dù ta có tự chiến ở xa trường, cũng sẽ không phụ tâm ý của tứ muội đâu. Đại ca. Tam công tử, cáo từ. Tứ muội, bảo trọng. Bây giờ ngươi là nữ nhân, phải dùng lực của eo. Ngươi cũng giàu năng khiếu mà. Đôi vịt này cũng đẹp thật đấy. Đây là Uyên Ương. Lần đầu tiên ta cảm nhận được thế nào là bình thường. Vì cô, dù có bắt ta từ bỏ thân phận thế tử ta cũng không hề gì. Dù có bắt ta giả làm nữ nhân cả đời ta cũng không sao. Mộc Cẩn, khoảng thời gian đó, liệu lâu lâu cô có hồi tưởng lại không? Dạ. Tịch Nhan à, sao thế? Hôm nay thái phó dạy con Bách Gia Tính và Tam Tự Kinh, con đã ôn tập hết chưa? Tịch Nhan đâu có phải nam nhi, Tịch Nhan không cần đọc sách. Tiểu Ngọc, bệ hạ, đưa công chúa đi chép hết một lượt bài vở thái phó đã dạy hôm nay, sau đó giao cho ta xem. Vâng. Hôm nay không chép xong thì không được đi ngủ. Đi ngay đi. Cha là người xấu, con phải đi tìm mẹ thôi.
Tịnh Nhan đừng trách ta. Cha chỉ muốn dành mọi điều tốt nhất cho con mà thôi. Có hơi ngắn không? Chàng chắc chắn muốn tự mình nấu ăn sao? Ta chắc chứ. Vậy chàng đánh trứng đi, tiện thể quấy qua. Được. Được rồi. Nàng không hài lòng à? Không không, ta hài lòng chứ. Vậy chàng nhóm lửa đi. Ừ. Chàng không sao chứ? Ta không sao. Khúc cổ đó ẩm quá nên mới nhiều khó như vậy. Món ta làm cho chàng là hoa mộc cẩn chiên. Mộc cẩn chiên. Hoa. À hoa. Tam công tử mau thử đi. Một mộc cẩn, hai mộc cẩn, ba mộc cẩn. Nhiều mộc cẩn thế này sao? Đồng loại giết nhau tàn nhẫn quá. Vậy chẳng có ăn không? Ăn chứ. Nàng đấu ta ăn hết. Ngon quá. Ta nấu mà. Ta đã đếm của nàng rồi. Nàng cũng nếm thử tay nghề của ta đi. Mời. Đa tạ. Thế nào? Ngon lắm có phải không? Ngon lắm. Đạp tuyết công tử trên chiến trường hùng dũng ai phong, lúc ở trong bếp cũng thể hiện được thân thủ. Tiểu nữ cam bái hạ phong. Khiêm nhường, khiêm nhường. Tam công tử, ngài không ăn thử canh mình nấu sao? Được thôi, hãy húp một ngụm to vào mới phù hợp khí chất của ngài. Được. Không được nhả, không được nhả ra. Không được. Món này là con làm sao? Vâng. Phụ vương, canh này khó ăn quá. Phi Bạch, mấy tháng qua con tự ý rời khỏi quân đội, đã đi đâu thế? Phi Bạch vì chuyện riêng khiến cho Nguyên Đức quân tổn thất 5.000 người. Phi Bạch nguyện chịu bất cứ hình phạt nào. Vương gia, Phi Bạch đến Quang Nguyệt là để giúp cho Nguyên Đức quân tìm Nhục Thung Dung. Lại gặp được ta ở Quang Nguyệt,
Ta suýt chút nữa thì bị bắt đi vì Bạch đã cứu ta. Ngài muốn phạt, hãy cứ phạt ta đi. Phụ vương, chuyện này không liên quan đến Mộc Cẩn đâu. Chuyện là thế này, tụi con đến Quang Nguyệt bắt gặp Minh Phượng Khanh làm phản, càng không ngờ là Tống Minh Lỗi chính là hậu duệ của Minh gia, mà người bắt cóc Mộc Cẩn cũng là hắn, lại là Tống Minh Lỗi. Vâng, mặc dù hắn đã giết Minh Phượng Khanh, giải tán cựu bộ Minh gia, nhưng chỉ riêng chuyện hắn bắt cóc Mộc Cẩn thôi, con cũng không thể nghĩ hắn là người tốt được. Con lo cho đại ca. Phi Bạch, Mộc Cẩn, ta biết đó là nhị ca của nàng, nhưng hành động của hắn không đáng để nàng lo lắng cho hắn đâu. Nữ hoàng của Quang Nguyệt và Phi Giác, bọn họ thế nào rồi? Nữ hoàng rất nhớ ngài. Nữ hoàng đã truyền vị cho Phi Giác rồi, trí nhớ của Phi Giác cũng đã hồi phục. Không ngờ xoay xoay vần vần, người lại trở về Nguyên gia. Phim được dù vương gia có tin hay không, Mộc Cẩn không hề thất trinh. Cả đời này Mộc Cẩn chỉ yêu một mình Phi Bạch, ta nguyện ý vì chàng mà đánh đổi mọi thứ, bao gồm quân ký sao? Quân Mạc Vấn, người có mạng lưới tình báo quân ký, ta có mạng lưới tình báo của Nguyên gia. Chuyện của ngươi ta đều biết cả. Phụ vương, nếu không phải Mộc Cẩn âm thầm giúp đỡ Nguyên Đức Quân, thì Nguyên Đức Quân của con sẽ chẳng có ngày hôm nay. Mong phụ vương đưa thuốc giải sinh sinh bất ly cho Mộc Cẩn. Con đã nợ nàng ấy quá nhiều. Ta có thể đưa thuốc giải, nhưng Mộc Cẩn có hai thứ người phải đưa cho ta, để chứng minh sự trung thành của ngươi đối với Nguyên gia. Vương gia cần gì? Chính là Thương Huấn và Tương Uyển. Hai quyển sách đó Mộc Cẩn đã đưa cho Vương gia từ lâu rồi. Thế sao? Lúc nào? Đại ca ta xuất chinh 10 ngày, đánh thắng 2 trận chiến lớn. Vương gia có nghe nói ta đã giao Tương Uyển cho người đáng để phó thác nhất rồi. Đó chính là đại ca của ta, sự nhân nghĩa khoan hậu, có thể danh dương thiên hạ. Còn Thương Huấn, đế quốc thương nghiệp quân ký mà nó gây dựng, nhất định có thể trở thành hậu thuẫn tốt nhất cho vương gia. Những thứ này là lễ vật tốt nhất ta cho vương gia và Phi Bạch. Chân tâm của Mộc Cẩn, trời đất có thể chứng giám. Người vẫn giống như trước đây, vẫn mồm mép lanh lợi như thế. Các người ăn cơm tiếp đi. Tiểu Hoa Miêu, chàng đó, yên tâm đi, vương gia nhất định sẽ đưa giải dược cho chúng ta. Phu nhân, phu nhân, đây là thứ ta tìm được trên đường từ Biện Thành đến Đông Đô. Trên đó có ấn ký của hoàng gia, chắc là di vật của tiểu hoàng tử. Phu nhân muốn lung lạc Lệ Phi sao? Nhưng tự ý có quan hệ với hậu cung là tội lớn. Hơn nữa, tuy Lệ Phi là sủng phi của bệ hạ, nhưng mà cô ta không có nhà mẹ đẻ chống lưng cho, tự thân cũng không có ưu thế gì. Người này xứng làm chỗ dựa cho phu nhân sao? Vương triều Hiên gia là nỏ mạnh hết đà, ai cũng không xứng làm chỗ dựa cho ta. Chỗ dựa thiệt sự chỉ có Nguyên Thanh Giang và ta thôi. Ta muốn dìu dắt Nguyên Thanh Giang đăng cơ hoàng vị, như thế thì sự nghi ngờ hắn dành cho ta mới không tồn tại nữa.
còn Lệ Phi là bậc thang cần có để ta đạp lên tòa núi cao này. Đúng thế, ta đúng là hậu nhân của Minh Gia. Nhưng bây giờ đệ tử Quang Nguyệt của Minh Gia đều đã gia nhập vào Lân Đức Quân. Bộ phận thủ hạ cũ của cô ở Quang Nguyệt cũng đã bị ta tiêu diệt rồi và gia nhập vào Lân Đức Quân rồi. Nếu như phụ vương không tin nữa, có thể phái người đi điều tra. Và nếu người vẫn không tin thì có thể thu hồi lại binh quyền ở Lân Đức Quân của ta. Người ngươi giết là cô ruột của ngươi. Thứ ngươi hủy đi là lợi kiếm cô ta giúp cho ngươi phục thù. Dám hỏi phụ vương, nếu ngài là ta của bây giờ, ngài sẽ lựa chọn như thế nào? Không ai hiểu rõ hơn con sự đau khổ của thù hận cả. Bởi vì con biết, dù con có làm gì thì người thân của con cũng sẽ không trở về được. Không ai hiểu rõ hơn con hạnh phúc đến không dễ dàng. Con đã đợi mười mấy năm, cuối cùng cũng có nơi để quay về. Bây giờ con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường. Ai dám phá hủy hạnh phúc này chính là kẻ địch lớn nhất của con. Quan Tiềm, tiến lên hai bước để ta nhìn kỹ ngươi. Vâng. Đại gian tựa trung, đại ác tựa thiện. Một người quá đáng sợ. Nếu ta đoán không nhầm, lúc đó kẻ có thể hại Phi Bạch bị diệt 5.000 quân lại tung tin tức này ra ngoài chính là Tống Minh Lỗi. Bởi vì ngươi muốn lợi dụng Phi Thanh đoạt quyền phục thù. Phi Yên, vì hạnh phúc của con, vì phụ không thể nhắm mắt làm ngơ được. Về đi, đối tốt với Phi Yên vào. Vâng. Chỉ dựa vào cái này, nàng đã có nắm chắc sẽ lung lạc được Lệ Phi sao? Khi sinh tiểu hoàng tử, Lệ Phi khó sinh. Từ đó về sau không thể sinh con được nữa, thế nên luôn coi tiểu hoàng tử như mạng mình. Biện thành binh biến, hai vị hoàng tử chỉ lo cho bản thân mình mà chạy trốn, vứt tiểu hoàng tử con nhỏ ra khỏi xe ngựa. Chuyện cơ mật này ta cũng đột nhiên được biết, cộng thêm cái khóa trường mệnh này làm bằng chứng, ta có thể lung lạc được Lệ Phi. Sau lưng Lệ Phi không có thế lực, lại là người không có con. Nàng lung lạc cô ta có ý nghĩa gì? Lệ Phi là người hoàng thượng sủng ái nhất, triều đình thổi gió chưa chắc đã có hiệu quả bằng người bên gối. Hơn nữa lực lượng của thù hận mạnh hơn cả đao kiếm. Vậy nàng muốn làm thế nào? Còn Tú Tự có cách để lợi dụng Lệ Phi, khơi mào hai vị hoàng tử nội đấu. Chỗ dựa của thái tử là vương gia, hoàng đế lại rất thích tuyên vương. Hoàng thất Hiên gia sẽ ra đội đấu từ hai thế lực lớn, sẽ xảy ra hỗn loạn. Lúc này chính là ngày vương gia quật khởi. Không được nói bậy. Vương gia, mọi chuyện Cẩm Tú làm không phải là vì vương gia, càng không phải vì bản thân mình, mà là vì ngàn vạn bách tính. Chỉ có vương gia mới có thể kết thúc thời loạn thế trăm năm này. Cẩm Tú nguyện ý vì thiên hạ thái bình mà bước ra bước đầu tiên. Cho dù có bị vạn người phỉ nhổ, Cẩm Tú cũng sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mệnh trung chú định mà Cẩm Tú đã gả cho vương gia.
Nàng có biết không? Ta thích nhất nhìn dáng vẻ thổi gió bên tai của nàng. Nhưng nàng nghĩ đơn giản quá. Sự tranh đấu của Thái tử và Tuyên vương đã không phải là ngày một ngày hai rồi. Đằng sau Thái tử có cả vương gia ủng hộ cho. Chỉ cần ngày nào vương hoàng hậu còn sống thì Lệ Phi dù được bệ hạ sủng ái cỡ nào cũng không thể khiến cho hoàng gia nội đấu được. Hơn nữa, nàng và cô ta không hề có giao tình. Chỉ dựa vào cái khóa này có thể khiến nàng kết minh với cô ta sao? Cẩm Tú chỉ muốn giúp đỡ cho phu quân, quả thực đã nghĩ quá đơn giản rồi. Nhưng mà con người của Lệ Phi không thể lãng phí. Phu quân tự có diệu chiêu đúng không? Hoặc là không làm. Nếu làm, thì phải nhổ tận gốc vương gia, khiến binh quyền của vương gia cộng thêm chiếc khóa này bệ hạ. Bây giờ Nam Quốc hoàng tử điêu linh, Nam Quốc không thể không có hoàng hậu. Bệ hạ, là lúc tuyển tú nữ lập phi lập hậu rồi. Mong bệ hạ suy nghĩ. Ai nói trẫm không có hoàng hậu chứ? Trẫm đã quyết định hoàng vị sau khi trẫm chết sẽ được giao cho Tịch Nhan. Bệ hạ, trước giờ Nam Quốc không hề có nữ hoàng. Bệ hạ không thể bỏ mặc xã tắc. Đúng vậy bệ hạ, trẫm đã tìm các vị thầy tốt nhất Nam Quốc đến dạy dỗ Tịch Nhan rồi. Trẫm cũng sẽ ngày ngày đốc thúc nó học tập thuật đế vương và nghiên cứu thi thư. Tịch Nhan sẽ là một vị hoàng đế tốt. Bệ hạ, không phải nói nữa. Trẫm đã quyết định rồi. Nếu ai mà còn dị nghị, trẫm chỉ có thể xử trí theo luật pháp thôi. Bắt ta đến đây làm gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta biết. Tin tức Phi Bạch tự ý rời khỏi chức vụ là do cô tung ra. Ta cũng biết. Mọi hành động của cô khi ở thành Cảnh Quan, ta càng biết. Cô sẽ không từ thủ đoạn để lung lạc Lệ Phi. Ta không muốn để cô sai càng thêm sai nữa. Đồng đồ, mong cô đừng đi nữa. Ở trong mắt người, ta là người xấu. Nhưng ta tranh giành vì con trai ta thì có gì sai? Người là người của ám cung, tư cách gì mà quản ta chứ? Ta không muốn để cô làm hại người vô tội. Càng không muốn để cô chơi lửa thiêu thân. Cô không đấu lại vương gia đâu. Ta không muốn để cô chết. Người nhốt ta lại đây rốt cuộc là vì ta hay là vì bản thân ngươi? Cô nghĩ nhiều rồi. Đừng động, nếu không ta giết chết hắn. Thả hắn ra. Cô sẽ không thoát được đâu, bởi vì cô không biết đường ra. Thế sao? Thả ta ra ngoài. Mở cửa, nếu không ta giết chết hắn. Thả người đi. Ta đồng ý với cô, chỉ cần cô thả người, ta sẽ không đuổi theo. Cẩm Tú, ta nhất định sẽ ở lại trong bóng tối theo dõi và tiếp cận cô cho đến khi cô bước đến nơi có ánh sáng. Ánh sáng mà người cho, ta chẳng cần.
Hoàng hậu nương nương, hai ngày nữa là sinh thần 3 tuổi của thất hoàng tử rồi. Mẹ của bản tề vì sinh khó mà chết, thật đáng thương cho đứa trẻ không có mẹ này. Cho nên người làm tỉ muội với mẹ của nó như chúng ta đây, thương lượng với nhau tổ chức một bữa tiệc sinh thần cho nó đi. Muội muội sẽ tự chuẩn bị quà cho bản tề. Nhưng gần đây sức khỏe muội không tốt, nên sẽ không tham gia bữa tiệc sinh thần đâu. Muội muội ngại quá, bản cung quên mất, mấy ngày nữa là ngày giỗ của con trai muội, có đúng không? Nghĩ lại, nếu như tiểu hoàng tử mà còn sống đó, chắc cũng còn cao hơn bản tề một chút đấy. Đừng chê ta nhiều lời nhé, bản cung đi trước đây. Phục Nhi có chuyện gấp muốn thương lượng với ta. Muội muội bớt đau buồn nhé. Hóa ra là Tử Dương phu nhân. Ngày trước nương nương từng giúp bản phu nhân, bản phu nhân luôn ghi nhớ trong lòng. Từ trước đến nay luôn muốn trả lại một vật này về với chủ cũ. Nghe nói Cẩm Tú đã đến Đông Đô rồi sao? Phải. Uống thuốc trước đã. Nếu không có mệnh lệnh của vương gia, Cẩm Tú sẽ không bảo muội đến Đông Đô đâu. Lần này muội ấy nhất định sẽ ở lại hoàng cung, rồi đi làm nhiệm vụ có liên quan đến tiền đồ của Nguyên gia Tây Đình. Sợ là sắp có biến cố lớn nữa rồi. Biến cố? Biến cố gì? Hôm đó là chính tay ta đã đưa tiểu hoàng tử cho hai vị điện hạ. Cho nên sau khi chuyện xảy ra, ta từng từ bỏ việc điều tra chuyện này, xác nhận không có hiểu nhầm. Đi. Thái tử, Tuyên Vương, hai người thật nhẫn tâm. Đó là đệ đệ ruột của hai người, mà lại bị hai người vứt lại trên xe ngựa. Bản phu nhân hiểu nỗi đau của nương nương, bản phu nhân đều hiểu cả đấy. Nếu đổi lại là ta mà gặp phải chuyện này á, có chết cũng phải báo thù cho con trai nữa. Thái tử ỷ vào Dương gia, Tuyên Vương là nhận được sự sủng ái của bệ hạ. Bệ hạ biết được cũng sẽ dàn xếp cả thôi. Một người không quyền không thế như ta, báo thù thế nào được chứ? Nếu như Nguyên gia đồng ý trở thành chỗ dựa của nương nương thì sao? Thái tử với hoàng hậu sẽ không bỏ qua cho nương nương đâu. Lẽ nào nương nương cam tâm để hai mẹ con bị hủy hoại trong tay người khác? Nếu nương nương đồng ý trở thành tai mắt cho Nguyên gia ở trong cung này, Nguyên gia cũng sẽ giúp cho nương nương. Đầu tiên là hủy hoại vương gia với thái tử, rồi đến Tuyên Vương, sau đó lợi dụng để bản tề lên làm hoàng đế. Đến lúc đó rồi, nương nương đã là hoàng thái hậu, lại càng là mẫu thân danh chính ngôn thuận của hiên bản tề. Đương nhiên, bản phu nhân sẽ không ép nương nương làm như thế. Có đồng ý liên minh với Nguyên gia hay không đều do nương nương quyết định thôi. Sau khi vương gia từ hoàng cung trở về, liền quyết định lập thế tử. Đây nhất định là ý của bệ hạ. Bệ hạ sao lại vô duyên vô cớ tham gia vào việc của nhà vương gia chứ? Bởi vì người đứng sau thái tử là đại công tử, đứng sau Tuyên Vương chính là chàng. Bệ hạ muốn thông qua việc vương gia lập thế tử để cân nhắc ai sẽ làm thái tử.
Như vậy có thể khiến lợi ích của Tây Đình đạt đến mức cao nhất. Ta sớm đã nghe nói bệ hạ có ý định đổi thái tử rồi. Không ngờ lại là thật. Nhưng nếu thật sự muốn đổi, sẽ xảy ra biến cố lớn. Nếu như ta không đoán nhầm, vương gia sẽ để Cẩm Tú đi thăm dò. Ngày ấy sẽ để vương hoàng hậu áp chế Tuyên Vương. Không, chắc là sẽ để vương hoàng hậu bắt gọn Tuyên Vương, mưu hại ngày ấy tội mưu phản. Chuyện lớn như thế, bệ hạ nhất định sẽ điều tra đến cùng. Đến lúc đó nhất định sẽ dẫn đến cuộc tranh đấu giữa bệ hạ với Dương gia. Vương gia có thể mượn tay của bệ hạ để loại bỏ nhà họ Vương. Với quan hệ của ngài với Tuyên Vương, lại thêm cả nhiệm vụ lần này Cẩm Tú đang thực hiện, ta sợ rằng bụi ấy muốn mượn cơ hội này để báo thù. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh, phong ba bảo táp thế nào ta cũng không sợ. Đừng lo lắng cho ta. Phụ vương, bây giờ Phan Chính Việt đã chết rồi. Một nửa giang sơn Đông Đình đã thuộc về Tây Đình. Đậu Anh Hoa ra sức chống chọi lại lần cuối. Quang Tiềm muốn tự đưa cánh quân Lân Đức xuất chinh, quét sạch ngoại địch. Mong phụ vương thanh toàn cho. Đại ca, huynh cố ý lấy đi binh quyền của ta, vậy thì đừng trách ta sẽ lên chiến trường trước. Lần Đức quân có được sự chỉ huy của con trở nên anh dũng thiện chiến như vậy, con chính là công thần của Nguyên gia ta đấy. Con quỳ để làm gì, mau đứng lên đi. Hiện nay Đậu Anh Hoa đã xuất binh, ta quyết định cũng để cho Lân Đức quân trở lại chiến trường. Phi Thanh cũng đã đồng ý rồi. Cho nên ta tin là đại ca con Vu Phi Yên nhất định sẽ giống như con, chỉ huy Lân Đức quân lấy được Yến Châu, công đánh Biện Thành. Con ở lại Tử Viên này với Phi Yên đi. Cũng đến lúc nghĩ đến việc có con rồi. Vâng, phụ vương. Không sai, phụ vương mượn Lân Đức quân từ chỗ ta, ta đã đồng ý rồi. Lân Đức quân là tâm huyết của cả ta và huynh, sao huynh có thể thế được chứ? Sao ta lại không biết phụ vương mượn lần này sợ là có vay mà không có trả rồi. Nhưng ta có thể không cho sao? Về công, tất cả mọi thứ của ta đều được phụ vương ban cho. Hơn nữa bây giờ vào lúc Nguyên gia thừa thắng xông lên, cho dù ta có không nợ đến đâu cũng nhất định sẽ cho mượn thôi. Còn về tư, ta nguyện lấy Lân Đức quân làm cái giá để dập tắt dục vọng của đệ. Ca ca, Vu Phi Yên là người của Nguyên Phi Bạch đấy, dựa vào đâu mà phải dùng Lân Đức quân của chúng ta để ấy có được lợi chứ? Dẫu sao nó cũng là tam đệ của ta. Tam đệ gì chứ? Người thực sự đối tốt với huynh là Quan Tiềm. Phi Yên, ta cũng đang dùng cách của mình để đối tốt với đệ ấy. Phu quân, chàng đừng lo lắng nữa. Ta nhất định thuyết phục được ca ca để huynh ấy tìm đến chỗ phụ vương lấy lại Lân Đức quân. Lân Đức quân cũng là tâm huyết của đại ca. Theo mệnh lệnh của phụ vương, ai cũng không thể thay đổi được. Nàng đừng làm khó huynh ấy nữa. Nhưng mà ta không cam tâm đâu. Dựa vào đâu mà lấy lực lượng của chúng ta để chi viện cho Nguyên Phi Bạch chứ? Phụ vương thiên vị quá đi rồi. Đại ca chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Phi Yên à, cho dù là vì muội, ta cũng sẽ không để kẻ địch đắc ý quá lâu đâu. Trương Đức Mậu, tập hợp tất cả nhân lực, ta muốn đích thân huấn luyện. Rõ, rõ. Gia chủ, hay là ngài tự mình khởi binh phản lại Nguyên gia đi. Ta tuyệt đối sẽ không vì mất đi Lân Đức quân mà từ bỏ đâu. Đã đi đến nước này rồi, ta không còn đường lui nữa.
Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Lệ Phi cầu kiến. Để cô ấy vào đi. Vâng. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Chỉ cần có thể báo thù cho con trai ta, ta đồng ý liên minh với Nguyên gia. Nhưng ta có một yêu cầu, không được làm hại đến bệ hạ. Nương nương yên tâm, phu nhân nhất định sẽ không có chuẩn bị gì mà đến chứ. Muốn bản cung làm gì? Thứ nhất, hủy hoại nhà họ Vương với thái tử, báo thù cho tiểu hoàng tử. Ngoài ra, làm phiền nương nương đích thân đến thăm hoàng hậu một chuyến. Nào, mẫu thân. Mẫu thân, người xem, hoa kim thiền mà người thích nhất đã ra nụ rồi nè. Chậu hoa nặng thế này con đem nó đến làm gì thế? Con muốn để nó được phơi nắng nhiều hơn, rồi nhanh chóng nở hoa. Không phải loài hoa nào cũng có thể phơi nắng đâu. Hoa kim thiền chỉ có thể sống trong bóng râm thôi. Một khi đem phơi nó sẽ chết mất đấy. Bệ hạ vì chuyện phụ tử mà nảy sinh nghi ngờ với tỷ. Tuyên vương vì vậy mà làm một sớ dài. Bệ hạ đã quyết định lập Tuyên vương làm thái tử rồi, nhưng lại kiêng dè thế lực đứng sau nhà họ Vương. Cho nên tiếp theo đây sẽ điều động vương gia đến nơi chiến trường xa xôi, sau đó tuyên bố chuyện thay đổi thái tử. Tại sao lại nói những chuyện này cho bản cung thế? Ta không thể có con được nữa. Một khi bệ hạ băng hà thì kết cục của ta sẽ còn thảm hại hơn bất cứ ai kìa. Còn thái tử với nhà họ Vương sẽ mãi mãi là tầng lớp trung lưu của Tây Đình. Đường đường không cần phải lo lắng, ta đang mưu đồ gì cả. Ta chỉ muốn nửa đời còn lại sẽ được thoải mái hơn thôi. Còn nương nương lại là người duy nhất ta có thể dựa vào, có thể nhìn rõ tình thế trong thời buổi loạn lạc. Chả trách bệ hạ rất sủng ái muội. Được, từ nay về sau muội đã là người của ta rồi. Trước giờ bản cung chưa từng ngược đãi người của mình. Để cảm ơn ân đức của tỷ tỷ, muội muội có một món quà gặp mặt muốn tặng cho tỷ đây. Đó chính là loại bỏ tất cả thế lực đứng đằng sau Tuyên vương.